Tôi đang quý vị kính chào khán giả của đài VOV. Hãy anh gửi lời chào đến khán giả của đài. Tôi là Đỗ Đăng Giao, xin kính chào quý khán giả của đài VOV. Tôi Lê Hải xin chào quý vị trở lại với diễn đàn tự do hôm nay. Vâng, thưa quý khán giả của hai anh, là trong cái thời gian vừa qua, chúng ta thấy ở Việt Nam mới Quốc hội vừa Cộng sản Việt Nam vừa mới thông qua một cái nghị quyết về vấn đề kinh tế xã hội năm 2017 với 86% đại biểu đều tán thành cái nghị quyết này. Thì cái nghị quyết này nó nêu lên là bảo đảm ổn định nền kinh tế vĩ mô, rồi chuyển biến đột phá chiến lược tái cơ cấu kinh tế và đổi mới môi trường tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, tăng cường sức mạnh cạnh tranh nền kinh tế, vân vân và vân vân, là những nội dung chính của cái bản nghị quyết này. Thì trong đó có đưa ra một số những cái dự báo về vấn đề tổng sản lượng nước sẽ tăng lên 6.7%, xuất khẩu 6%, rồi từ 6% đến 7%. Thì thưa anh Giao, với những cái chỉ tiêu mà cái nghị quyết này đưa ra, thì trong khi đó cái nợ công càng ngày càng đã vượt qua có cái giới hạn rất khá cao, cũng như là cái nợ phải trả và cái ODA đã bị cắt, và những cái tiền mà nhà nước Cộng sản Việt Nam trong tương lai vay từ các ngân hàng, từ các ODA đều không được hưởng cái quyền có một cái tiền lời thấp nữa, mà nó tính theo cái trị giá của hiện giờ. Thì anh nghĩ rằng với một cái tình trạng kinh tế hiện giờ của Việt Nam và đối mặt với một số những cái vấn đề liên quan đến nợ nần như vậy đó, thì cái nghị quyết này theo anh nhé, anh nghĩ như thế nào? Thưa anh, thì chúng ta phải hiểu cái nghị quyết nó là cái gì. Cái nghị quyết này đó là thực ra đó là những cái nó chẳng qua là nó dựa trên cái nghị quyết của Đại hội 10 Trung ương Đảng 12, và từ đó họ khai triển ra thành ra một phần cho cái năm 2017 này. Nhưng mà những cái chỉ tiêu chính đó, của trong cái nghị quyết 217 của hai năm của Quốc hội này đó, nó đại khái là những cái chỉ tiêu chính ở trong cái nghị quyết của Đảng, Đại hội Trung ương Đảng 12 đó, thì nó là giống nhau. Tại vì ta ngay chính dưới này cũng có nói là cái này nó dựa vào cái nghị quyết kinh tế xã hội mà 2016-2020 của Trung ương Đảng. Thì tất nhiên nó có 13 cái chỉ tiêu chính, mà cái chỉ tiêu về cái tổng tăng về cái GDP, tổng sản lượng đó là 6,7%, và một số cái chỉ tiêu khác đó. Chúng ta phải nhớ rằng đây nó chỉ là một cái nghị quyết, là đấy là cái mà người ta muốn đạt được thôi. Còn á, đạt được như thế nào, kế hoạch để thực hiện để đạt như thế nào đó thì hoàn toàn đó là trong cái đại hội đó không có bàn kỹ, cũng không có tại vì đưa một cái chỉ tiêu ra, chẳng hạn như bộ này thực hiện cái vấn đề này, thực bộ kia thực hiện cái vấn đề kia đó, thì những cái bộ họ phải lên cái kế hoạch làm sao thực hiện cái chuyện đó. Muốn thực hiện cái chuyện đó thì phải cần ngân sách như thế nào, cần cái phương tiện cái gì, có thực hiện được không. Và trong cái nghị quyết này hoàn toàn không nói là những cái chỉ tiêu này như vậy đó thì nó so sánh với cái chỉ tiêu hiện thời nó là như thế nào. Chẳng hạn như nó chỉ tiêu nói rằng là tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%. Cái này là một cái chỉ tiêu rất là thấp đó thưa anh. Chúng ta không biết, mà tất nhiên nó là cái chỉ tiêu thì nó phải tốt hơn cái thực tế đang có, phải không ạ? Có nghĩa rằng là cái chỉ tiêu là cái mức mà thất nghiệp thành thị bây giờ nó trên 4%, nhưng mà nó là bao nhiêu mình không biết. Rồi chẳng hạn như nó có một cái, thành ra cái này là cái, nó nói cho tiếng Anh nó gọi là cái wish list, đây là một cái danh sách những cái mình muốn thôi, có làm được hay không là chuyện khác. Nhưng mà chúng ta biết rằng là Đảng Cộng sản kế hoạch ngũ niên hay kế hoạch hàng năm hay nghị quyết hàng năm gì đó đã làm bao nhiêu lần rồi, hay không thực hiện được đó thì lại có một cái bản giải thích nói vì lý do khách quan chủ quan như thế nào thế nào thế nào đã không thực hiện được như thế này này. Cái chuyện đó mà rốt cuộc đó là không có ai gọi là có lỗi gì cả, nghĩa là không có ai tiếng Anh theo gọi là accountable đó, chịu trách nhiệm về cái chuyện rằng là nếu mà cái chỉ tiêu không đạt được đó thì ai chịu trách nhiệm. Từ xưa đến giờ chưa có giờ ai chịu trách nhiệm cả. Thành những chỉ tiêu này là cái chỉ tiêu vẽ ra, Quốc hội làm sao mà ngồi mà làm được cái như thế này anh? Nó nếu mà là một cái hội một cái chỉ tiêu mà để thực hiện được đó thì nó phải là từ dưới những cái cơ quan họ thực hiện, họ đưa lên, họ đề nghị,
và họ nói rằng là muốn thực hiện như vậy họ cần phải có cái gì nên sao, cái feasibility tức là kế hoạch, cái khả thi của nó như thế nào. Đây hoàn toàn trong cái tính, nếu chúng ta theo dõi cái họp quốc hội đó hoàn toàn không có bàn gì tới cái chuyện cả, bàn những cái chuyện chung chung này kia này, nghĩa là thích như vậy chẳng hạn như nói có một cái chỉ tiêu rất là lạ đấy, mà chúng ta lấy làm lạ, chẳng hạn như tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn là 87%. Có nghĩa là sang năm nữa mới mong là có 87% những khu công nghiệp đó thì đạt xử lý nước thải mới mới đạt yêu cầu, mới đúng tiêu chuẩn. Có nghĩa rằng là năm nay đó chắc chắn là nó phải dưới 87%, còn nó dưới bao nhiêu thì mình không biết. Có nghĩa rằng là nhà nước xác nhận rằng là có rất nhiều khu công nghiệp là hiện thời đó cái vấn đề xử lý nước thải không đạt. Tại vì sang năm họ mới mong là đạt được 87%, phải không ạ? Tất nhiên là sang năm mà đạt 87% thì năm nay làm sao mà được 87, hoặc là 80 hay là 70 hay là không biết bao nhiêu đó. Thì rõ ràng là chúng ta nhìn vào cái này chúng ta sẽ thấy rằng là những cái vấn đề giống như là Formosa đó, nó sẽ xảy ra nữa. Điều đó đúng thưa anh. Thì trong cái tuyên bố của ông Bộ trưởng Bộ Công Thương và Phát triển đó, thì trong cái năm 2015 đó, thì Nhà nước Cộng sản Việt Nam nói là họ đã phạt tới 600 mấy chục tỷ những cái cơ sở thương mại mà đã không đạt cái chỉ tiêu về vấn đề bảo vệ môi trường. Thì điều đó chứng tỏ rằng cái họ đưa ra cái điều này cũng họ nói năm 2017 chứ họ không nói 2016. Thành cái điều đó đúng rồi. Và thưa anh, thì chúng ta thấy rõ là với cái nền kinh tế hiện giờ mà Cộng sản Việt Nam đang đứng trước một số những cái ngân hàng nợ công rất nhiều và nợ xấu rất nhiều mà và các cái công thương nghiệp của nhà nước Cộng sản Việt Nam chỉ có lỗ thôi chứ không có cái nào lời cả, thì cái điều mà họ đưa ra bất quá là những cái mà họ muốn để chứng tỏ cho người dân Mỹ dân là chúng ta sẽ đạt được con số như thế này, nhưng mà thực chất là họ chẳng có tại vì gì cả. Suốt trong cái thời gian thảo luận đó chúng ta không có nghe nói rằng là cái tỷ lệ mà họ đạt, họ cho biết rằng là sang năm họ muốn được cái tỷ lệ như thế nào, mà không hề có nói rằng là hiện thời đó cái tỷ lệ nó như thế nào, không có hề nói cái chuyện đó. Tức là mình không biết là như vậy là nó cải thiện được bao nhiêu phần trăm hay là như thế nào. Chẳng hạn như cái tỷ lệ thất nghiệp là sẽ mong là sang năm là tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là dưới 4%. Vậy thì bây giờ nó làm bao nhiêu? Là 5% hay là 10%? Mình không biết. Mà chúng ta nhớ, chúng ta phải hiểu ở bên cái nước như Cộng sản Việt Nam ấy, ngay cái chuyện chẳng lấy một cái chuyện đơn giản như thất nghiệp ấy, thế nào là cái người có nghề? Cái người đi bán vé số đó, người ta không biết làm gì, người ta đi bán cầm cái tờ vé số đó, cũng kể là có nghề rồi đó. Chỉ có người nào không có làm gì hết thì mới là không có nghề thôi. Nhưng mà chúng ta đâu có thể nói các người đi bán vé số là một cái nghề gọi là cái nghề mà gọi là cái nghề mà gọi là lâu dài được, phải không anh? Thành ra cái ngay cả cái chuyện mà như thế nào là có nghề, ví dụ như đi làm kiểm tra dân số nói làm nghề gì, tôi bán vé số hay là tôi bán ngồi bán thuốc lá đầu đường cũng là nghề rồi. Thành ra cái chuyện rằng là 4%, ngay cả những cái nước tân tiến lắm đó, cũng không cách gì mà tỷ lệ mà thất nghiệp ở khu thành thị mà dưới 4% được thôi. Vâng, thì thưa anh Hải, trong cái kỳ này đó, cái khi mà nói đến kinh tế Việt Nam đó, thì Việt Nam vẫn hy vọng là cái hiệp ước thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP đó, nó sẽ được thông qua và nó sẽ được hình thành. Và cái đó là cái kỳ vọng rất lớn của Việt Nam, bởi vì đó là cái nơi mà Cộng sản Việt Nam hy vọng rằng họ sẽ có nhiều cái điểm lợi khi mà được ở trong cái hiệp ước kinh tế xuyên Thái Bình Dương. Thế nhưng mà qua cái cuộc bầu cử vừa qua đó, thì ông Donald Trump ông đã nói là cái điều đầu tiên mà ông khi vào tòa bạch ốc là ông sẽ hủy bỏ cái rút ra khỏi cái hiệp ước TPP. Và điều này á là cái điều mà ông Trump ông nói, nhưng mà người ta nhìn thấy rõ là có thể ông sẽ thực hiện cái điều này, chứ không hẳn là ông sẽ tu chính như một số người đang kỳ vọng và Cộng sản Việt Nam cũng đang kỳ vọng cái chuyện đó. Thì thưa anh, với cái hiệp ước thương mại sẽ bị chết như vậy đó, thì anh nghĩ rằng cái viễn ảnh kinh tế của Việt Nam sẽ như thế nào nếu cái hiệp ước
thương mại xuyên Thái Bình Dương này bị chết. Thì theo cháu biết thì cái kỳ vọng vào cái TPP này được thông qua là một kỳ vọng chung. Việt Nam đặc biệt là một cái nước nhỏ kinh tế yếu nên có thể hưởng lợi nhiều nhất trong cái những cái nước trong TPP này. Nhưng mà đó là một cái ước chung cho những cái nước trong vùng ven biển Thái Bình Dương, đặc biệt là những người nước rất mong mỏi đó cũng cũng như Việt Nam là Malaysia với Nhật. Và ngoài đó thì Úc và nói chung là tất cả vùng nước vùng quanh cái vùng đó đều mong ước là cái sự trở lại của Mỹ với cái chương trình TPP. TPP nói chung là một cái phần phải nói là cột trụ của cái chuyển hướng về châu Á của Mỹ. TPP là một cách để Mỹ có thể giữ nâng cấp cái sức kinh tế của những nước trong vùng đủ để sau này có thể tăng trưởng về quân đội và có sức chịu đựng với những cái ảnh hưởng của Trung Cộng trong những thời gian sắp tới đây. Thì nói chung TPP là một kỳ vọng rất lớn về kinh tế cho nhiều nước trong vùng chứ không phải Việt Nam không. Mà nếu mà nói trong những kỳ bầu cử thì nói chung là cả hai vị ứng cử của Tổng thống Mỹ đã cùng nhau tẩy chay TPP hoặc là lánh xa TPP rất là nhiều. Thì theo cái suy nghĩ người dân trong nước Mỹ thì người ta nghĩ là TPP là mang ngang công việc về đến những nước nhỏ bé mà mất đi công việc của Mỹ. Thì trên tinh thần đó những ứng cử viên đã lánh xa và tránh tránh TPP và có thể nói là người ta đã giữ một cái vị thế là có thể là người ta không có thể nào trở mặt lại để mà ủng hộ TPP. Nhưng mà trong trường hợp mà nếu mà nói để tạo công ăn việc làm cho người dân nước Mỹ thì thật sự nếu mà nhìn một khía cạnh khác thì TPP có thể tăng cái việc làm của người dân của Mỹ. Điển hình là hiện tại những cái công ty ở những nước nhỏ, những nước hệ cấp 3 thì người ta dùng những kỹ thuật thấp kém và dùng những công lao động rẻ tiền và dưới cái phẩm chất hoặc là của người dân là người lao động. Nếu mà TPP có thể được nâng được những cái phẩm chất lao động đó đòi hỏi với mức ngang hàng với những nước đã phát triển thì cái giá thành của những món hàng đó nó sẽ ngang hàng hoặc là sắp xỉ với Mỹ, thì cái mức độ cạnh tranh của Mỹ, nước Mỹ có thể ngang hàng hơn và không thể là bị thua vì giá rẻ của những món hàng đó. Thì trong trường hợp đó thì người dân Mỹ vẫn có thể tăng trưởng cái phần vô trường cái công việc. Thì nếu mà nó suy nghĩ ngược lại thì ông Trump vẫn có thể hài lòng cái người cử tri đã bầu cho ông bằng cách tăng cái việc làm nếu mà ông vẫn có thể ủng hộ TPP. Nhưng mà tại vì ông đã hứa có ý là hứa với người dân trong lúc tranh cử thì có thể cái chuyện thay đổi rất là khó, nhưng mà đó là một cái thế cũng có nói là khá then chốt trong cái ảnh hưởng của Mỹ nói chung về châu Á và cái sự phát triển phồn thịnh chung của những nước trong vùng châu Á đối lập với lại cái sự bành trướng rất là mạnh, rất là nhanh trong thời gian qua của Trung Quốc. Và chúng ta biết là cái sự phát triển của Trung Quốc trong vùng rất là nói rõ là thô bạo và dùng cái sức lực kinh tế của Trung Quốc để mà đè bẹp. Và nếu nói mà Việt Nam trên đà tiếp tục theo dưới sự ảnh hưởng của kinh tế theo cái chiều lái của Trung Cộng thì nước Việt Nam sẽ là một nước bán tài nguyên và sử dụng lao động cấp thấp mà không có thể phát triển được, tại vì không có thể sử dụng những cái loại đầu tư vốn. Đầu tư vốn thường có thể nói là sẽ từ đến Trung Cộng nhiều hơn và có thể là bị sự ảnh hưởng rất nặng về cái sức lực của Trung Cộng lèo lái cái kinh tế Việt Nam và có thể nói là không có qua được cái phần mà phát triển về kỹ nghệ cấp cao được. Vâng, thì anh Giao anh nghĩ sao? Thì anh giờ nói riêng về Việt Nam đó, nếu mà không có TPP thì làm sao đó? Thì chúng ta phải nhớ là Việt Nam trông cậy ở TPP cái gì? Thứ nhất là có hai vấn đề. Thứ nhất là họ trông cậy rằng là sau khi mà TPP được ký kết và mang ra thực hiện đó, thì họ tin tưởng rằng là các nước sẽ đầu tư ngoại tệ vào Việt Nam rất là nhiều. Đó là một cái chuyện mà Việt Nam rất là đang cần, là tại vì Việt Nam bây giờ hiện nay cái nợ công rất là cao mà nợ bằng ngoại tệ cũng rất là cao. Bây giờ cái thời kỳ mà trả tiền lời đó nó sắp tới nơi rồi. Bây giờ cái TPP này đó trước mắt là sẽ họ giúp được họ có cái tiền ngoại tệ để trả nợ đó.
Tức là họ dùng cái tiền đầu tư này một phần đấy, không phải là để phát triển kinh tế hay là gì, mà là để trả cái nợ cũ đó. Đấy là cái họ trông cậy. Là tại bây giờ họ không đâu kiếm ra ngoại tệ được để trả cái nợ. Chúng ta biết rằng là cái nợ công của Việt Nam hiện thời rất là lớn. 110 mấy chục tỷ lắm. Vâng. Thứ hai nữa đó là Việt Nam trông cậy vào là nếu vào trong TPP rồi đó, thì các cái khoản thuế khóa đó, khi mà bán sang các nước trong TPP đó, nó không có thuế. Thì là nó như vậy, cái hàng của Việt Nam sẽ bán được nhiều. Nhất là những cái ngành công nghiệp nhẹ như là về quần áo, may mặc, giày dép, giày da, dép, và may mặc gì này kia đó, các thứ đó, thì là bán qua sẽ rất được nhiều, sẽ nhiều vì rằng là không có thuế nữa. Và nó không có giới hạn gì cả. Thì đó là hai cái mà Việt Nam trông cậy nhất. Bây giờ đó, nếu không có TPP đó, thì trước mắt đó, nó khó khăn nhất là vấn đề tài chính. Tức là bây giờ Việt Nam tìm ra đâu số ngoại tệ để mà trả cái nợ cũ. 12 tỷ. 12 tỷ một năm. Thì bây giờ lấy ở đâu ra? Thầy, cái đó là cái lo nhất. Trước mắt, tại vì người ta trong cái phân tích mà về cái thời gian mà cũng đang về, nghĩa là kêu gọi thương thảo về TP, người ta đã nói nhiều đến cái chuyện này. Tức là Việt Nam rất trông cậy vào cái đầu tư có nước ngoài vào Việt Nam để có cái ngoại tệ mà để trả nợ đã, rồi cái chuyện phát triển là tính sau. Còn như anh Hải đã nói đó, nếu mà đúng mà TT thực hiện đó, thì cái nền công nghiệp của Việt Nam nó phải tăng lên, nó cái chất lượng nó phải tăng lên một chút xíu nữa, chứ nếu không đó, sẽ không có thể cạnh tranh nổi đâu. Tại vì lúc đó đó là mình xuất khẩu tự do qua các nước khác, 12 nước trong TPP, nhưng mà người ta cũng tự do, người ta bán qua nước mình, thành ra bắt buộc là phải tăng cái công nghệ lên cho nó có chất lượng cao hơn. Thì cái đó nó cũng là một cái chuyện tốt. Có làm được hay không nó là chuyện khác. Thế anh, bất cứ một cái hiệp ước nào đó, dù là WTO hay là TPP hay gì, nó cũng là con dao hai lưỡi. Nếu mà mình giỏi thì cái hiệp ước đó thường thường nó mang lợi cho quốc gia mình rất nhiều. Nhưng mà nếu mình làm dở đó thì cái tính con dao đó nó sẽ cắt mình đó. Thành ra bây giờ Việt Nam nó không có TPP thì tất nhiên nhà nước lại phải nghĩ ra cái chuyện rằng bây giờ giải quyết cái chuyện nợ công nó như thế nào. Thì chúng ta cũng chưa biết là sẽ giải quyết, họ giải quyết như thế nào. Nhưng mà biết chắc chắn, gần như chắc chắn là bây giờ ông Trump lên thì cái khả năng mà cái TPP ký kết nó kể như là nó không còn nữa rồi. Vâng, thưa quý sĩ ạ, sau một số những thông tin về thương mại, chúng tôi sẽ trở lại trong phần thứ hai. Xin quý vị tiếp tục xin mời anh.